Rồi thí dụ em gặp Michael em sẽ nói gì? Michael, có thể yêu hai người đó, mà tại sao Michael không có thành thật với mọi người luôn? Thà, em thì thích thẳng thắn. Thà là anh có thích em nhưng mà anh cũng thích cô kia, anh cũng biết là anh hơi tệ nhưng mà anh cũng đang tìm hiểu cái bản thân mình. Chứ không phải là gặp người này thì anh thích em lắm, gặp người kia anh thích em lắm. Em sẽ hỏi là tại sao làm như vậy. Đôi khi có thể là mình tiếp cận anh vậy thì cái gì? Đối diện đối diện trực tiếp với cái người mà như vậy luôn thì em nghĩ là hai người cô, cả hai cô gái đó cũng sẽ hiểu. Chứ không phải là tức hay là gì đó, tại vì hai cô gái đó cũng đối diện với cái chuyện đó trực tiếp thì hai cô gái đó cũng sẽ suy nghĩ là ồ nếu mà trường hợp anh này không được với mình thì mình sẽ nghĩ phải làm như thế nào đó chẳng hạn. Em nghĩ là cái đó mới là công bằng. Còn cái này thì Michael thì gặp người này thì ồ anh thích em lắm, anh ơi kia anh thích em lắm. Ai cũng thích em đó cho nên ai cũng bị ảo hết. Không, nhưng mà nhiều khi Michael đang sống thật đó, tức là Michael thích thật chứ không phải là ra vẻ mà là thích thật. Thích thật chị, nhưng thích thật em hiểu, thích thật cái đó không thành vấn đề, nhưng mà thích hai người cũng thật với nhau thì nếu em là Michael em sẽ cũng nói trực tiếp luôn là ồ thật ra thì anh đang thích hai em, anh cũng đang tìm hiểu là người nào sẽ phù hợp với mình hơn. Ôi, nhiều khi nói vậy tổn thương lắm đó, cho nên người ta né. Thà tổn thương trước mặt còn được hơn là phía sau đánh cái đầu.